Làm buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai chúng mình cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc nghề. Vâng, lại trở lại với anh em. Con âm ly này là con âm ly Chio K8300, cửa hàng báo giá cho anh em là 4 triệu. Một bộ âm ly đẹp như mới tinh luôn, mặt phay nhôm anh em có thể nhìn thấy, không điểm chê, nó sáng bóng, màu trắng tinh. Cửa hàng đã quay một video rất rõ về ngoại thất cũng như test nhạc. Bây giờ mời anh em xem chút nội thất nhá. Anh em nhìn lại chút ngoại thất đi. Đó. Tôi sẽ mở nắp ra.